Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, mình cô Trang Anh sẽ làm video hỗ trợ chữ từ câu số 21 đến câu số 30 trong lesson số 1 trong sách 1800 câu trắc nghiệm từ vựng. Buổi trưa hôm nay chúng ta đã chữa được từ câu số 1 đến câu số 20 rồi. Bây giờ cô Trang Anh sẽ chữa từ câu số 21 đến hết nhé. Chúng ta sẽ có như sau, từ câu số 21 đến câu số 30 của chúng ta không thực sự khó. Chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 21 của chúng ta sẽ nhìn cho cô như sau. Trong ngoài chúng ta sẽ thấy có động từ as. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc as somebody to do something, nghĩa là hối thúc ai đó làm gì, thì cô sẽ có to lunch, đúng chưa? Vậy là cô sẽ không chọn ý B rồi nhá. Tiếp này chúng ta sẽ có như sau, chúng ta có từ publicity campaign, campaign là chiến dịch. Thì cô sẽ có từ publicity là danh từ, đằng sau nó cộng danh từ tạo thành danh từ ghép ý, từ ý campaign của chúng ta đúng. Bây giờ cô còn ý A và ý D. Thì câu số 21 chúng ta dịch câu này như sau. Các thành viên quốc hội, đúng không ạ, đã yêu cầu chính phủ Anh phải khởi động một cái chiến dịch truyền thông lớn để giúp người dân tự bảo vệ mình khỏi tội phạm mạng. Vậy cô sẽ có câu này, trong câu này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc như sau. Cô có cấu trúc đó là cấu trúc protect, trợ somebody from something, nghĩa là gì? Bảo vệ ai chống khỏi cái gì, đúng không? Bảo vệ ai khỏi cái gì? Thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này của chúng ta sẽ là ý D sai. Đổi cho cô từ against thành from. Xong câu số 21 chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta. Câu số 22 của chúng ta sẽ có câu này như sau. Câu số 22 của chúng ta sẽ có như sau. Câu này chúng ta dịch như sau, đó là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Đó là một cái chương trình truyền hình TV rất là thành công, đúng không ạ? Được chuyển thể từ một loại sách của một người phụ nữ mà cuộc đời của bà ấy giống như là cuộc đời của nhân vật tên là Laura. Vậy cô sẽ có nhá, chúng ta không biết xài đâu, chúng ta sẽ tịnh tiến từng đáp án một. Là một series, là một chuỗi, đúng không ạ? Là theo chuyển thể theo một cái thể loại sách. Vậy a series của cô đúng không ạ? Một người phụ nữ và cuộc đời của họ, dùng Hoover đúng. Tiếp này. Cuộc đời của họ tương tự như cuộc đời của nhân vật. Ở chỗ này của cô là cuộc đời, nhưng người ta không muốn lặp lại cái từ life, người ta sẽ thay bằng từ that. Vậy thì cô sẽ thấy là cả A, cả B, cả C của cô đều đúng, thì ý D của cô sai. Ý D chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau. Nó sẽ có đó là từ call somebody something, gọi ai đó là cái gì. Nên chúng ta sẽ không cần phải cái cụm từ by name nữa, giờ gọi là Laura là được rồi. Thì cô sẽ thấy là ý D của cô sai bằng cách bỏ nó đi. Xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu 23 của chúng ta. Câu số 23 của chúng ta sẽ có như sau. Sau cái tiết học về, như câu 23 chúng ta dịch là sau cái tiết học về khoa học xã hội, đúng không ạ? Thì tất cả học sinh được mời tham gia một cuộc thảo luận về cái vấn đề mà làm sao được đưa ra trong cuộc nói chuyện. Vậy cô sẽ có như sau. Social science lecture của chúng ta là một cụm danh từ bài về khoa học xã hội, đúng không ạ? To be invited to do something, được mời làm gì, vậy take part in, đúng. Tiếp này, thảo luận về vấn đề, chung là vấn đề. Vậy thì cô sẽ thấy từ này của chúng ta issue cũng đúng. Vậy cô sẽ thấy là sai của cô ở ý D. Bởi vì sao? Trong tiếng Anh có từ sau, từ right của cô, từ này người ta quy định nó là nội động từ. Nội động từ tức là sao ạ? Nó sẽ không có ở dạng bị động và không có tân ngữ theo sau. Vậy thì cô sẽ có là ý D của cô sai. Sửa cho cô từ right thành từ right. Xong câu số 23 chuyển cho cô sang câu 24 của chúng ta. Câu số 24 dịch là một trận bóng thường bắt đầu với một quả bóng đá ở phía đằng trước của một cái vị trí ở trung tâm của sân. Vậy cô sẽ có với câu số 24 của chúng ta. Chúng ta sẽ có như sau. Cô có động từ thứ nhất của chúng ta là động từ begins, là chia theo động từ chính của câu rồi, đúng không? Vậy động từ còn lại của cô sẽ chia theo rút gọn mệnh đề quan hệ. Vậy quả bóng phải được đá chứ không tự đá, ý C của cô sai. Sửa cho cô từ kicking thành từ kicked forwards. Chờ, xong câu đấy của chúng ta. Hoặc không, em có thể sửa bằng cách là cho đại từ quan hệ và cho cô. Thì động từ chúng ta chia thì câu. Nhận. Có thể chia là which is kick. Xong. Xong câu 24 chuyển cho cô sang câu 25 của chúng ta. Lương của một giáo sư cao hơn lương của một thư ký. Cái người ta so sánh không phải là so sánh giáo sư với thư ký, mà người ta so sánh với mức lương. Vậy để không muốn lặp lại từ ấy lần thứ hai thì cô sẽ thay bằng từ that. Vậy thì cô ý đề của cô phải sửa thành that of a secretary. Vì cái that of đấy sẽ thay cho từ the salary. Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu số 26 của chúng ta. Câu số 26 của chúng ta sẽ dịch câu này của chúng ta như sau. Dịch là có vẻ như, đúng không ạ? It would appear trong tập này dịch là có vẻ như, chứ không dịch là xuất hiện. Có vẻ như không có ai ở trên máy bay là thực sự có giấy phép lái bay. Có giấy phép, đúng không ạ?
Có vẻ như không có ai trên máy bay thực sự có giấy phép này đó cả. Vậy cô sẽ có như sau. Chúng ta có cụm từ on board, đúng không? Trên khoang, trên máy bay. Actually, thực sự. Diploma bằng cấp would appear. Vậy câu này của chúng ta nó sẽ sai như sau. Sai từ diploma. Diploma của chúng ta là bằng cấp, như thế nghĩa là gì ạ? Nó là một loại văn bản mà được cấp bởi trường đại học hoặc là trường cao đẳng để chỉ rằng bạn đã hoàn thành một kỳ thi hoặc hoàn thành một việc học tập của bạn. Thế thì cô sẽ có sao? Chúng ta sẽ dùng một từ khác, đó là từ license. Chứ bạn có bao giờ biết, bạn có bao giờ tự hỏi là hai cái từ đấy của chúng ta nó khác gì nhau ạ? Cô sẽ có từ license. Từ license của chúng ta cũng lẽ là nó cũng là một cái loại bằng mà cho phép bạn, đúng không ạ? Được sở hữu, được làm, được sở hữu, được làm, hoặc là được sử dụng một cái gì đó sau khi bạn đã trả tiền hoặc tham gia kỳ thi. Vậy chúng ta sẽ có là có giấy phép, tức là giống như gọi là giấy phép lái xe, đúng không ạ? Có giấy phép để lái máy bay thì cô sẽ không dùng từ diploma mà dùng từ license. Đấy là lý do câu 26 của cô ý đề sai. Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu 27 của chúng ta. 27 dịch là anh ta có một ông bác người mà sở hữu. 27 dịch là anh ấy có một ông chú mà sở hữu chứng chỉ cổ phiếu là 75.000 đô la. Vậy cô sẽ có cụm từ in possession of, sở hữu cái gì? Đúng nhá. Anh ấy có một ông bác, has, đúng ạ. Cái ông bác người mà thay bằng who, đúng. Vậy thì cô sẽ thấy paper của cô sai. Chúng ta có một cái cụm từ như sau, bạn thừa nhận cho cô cụm từ này. Chúng ta có cụm từ là stock certificate. Nhớ nhá. Đây là một câu khá là khó, đúng không? Stock certificate. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì? Chứng chỉ cổ phiếu. Nên cô sẽ chọn được ý đề của cô sai, sửa thành từ certificate. Xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu 28 của chúng ta. Nghĩa dịch là tôi trả tiền thuê cao hơn cho cái hơn những cái căn hộ khác bởi vì phòng của tôi thì to hơn. Vậy bạn nhớ cho cô như sau. Trong tiếng Anh chúng ta có từ hire với từ rent. Thì cô sẽ có từ hire là thuê trong một thời gian ngắn, thuê không có hợp đồng. Còn từ rent là thuê trong một thời gian dài và có hợp đồng. Vậy cô lại thuê nhà thì cô sẽ dùng không dùng từ hire. Ví dụ em đi biển, em thuê xe đạp, đúng không ạ? Em thuê đồ bơi chẳng hạn thì em sẽ dùng từ hire. Nhưng mà nếu mà thuê nhà người ta không dùng từ hire mà người ta dùng từ rent, đấy là sai trong cách dùng từ. Thì câu 28 cô sẽ chọn đáp án là ý B, đổi cho cô từ hire thành rent. Xong 28 chuyển cho cô sang 29 của chúng ta. Cô ấy kể cho chúng tôi về anh trai của cô ta. Chúng ta có cấu trúc như sau. Chúng ta có cấu trúc tell somebody about something hoặc somebody. Chứ kể với ai đó về ai hoặc về cái gì. Thì anh cô ấy đã kể cho tôi về anh trai của cô ấy tên là Apollo, sinh năm 1969 và được đặt tên theo cái được đặt tên theo sứ mệnh của phi hành gia Hoa Kỳ lên mặt trăng. Thì cô sẽ có trong ngày chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Đó là cấu trúc to be named after. Chợ to be named after. Thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Nên là cô sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc to be named. Chợ chúng ta sẽ có cấu trúc đó là cấu trúc to be named after hoặc to be named for. Chợ nghĩa là đặt tên theo ai hoặc tên cái gì. Vậy thì cô sẽ thấy là ý C của cô không sai rồi, đúng không ạ? Kể với ai đó về cái gì đúng cấu trúc, được sinh ra đúng cấu trúc, đặt tên theo tên đúng. Vậy cô sẽ thấy câu này của chúng ta sai ở D. Tại sao sai ở D? Bạn nhớ cho cô như sau. Trong quy tắc của sở hữu cách, khi mà cái danh từ đằng trước của chúng ta tận cùng là S rồi thì chúng ta chỉ cần dùng dấu phẩy thôi chứ không cần S nữa. Vậy ý đề cô sai bằng cách bỏ dấu phẩy, bằng bỏ cách bỏ S đi. Sau câu số 29 chuyển cho cô sang câu số 30 của chúng ta. Câu số 30 chúng ta sẽ dịch câu này của chúng ta như sau. Đó là các nhà khoa học pháp y đang tiến hành, đúng không? Đang kiểm tra cái đúng độ lát đấy để tìm chứng cứ về nguyên nhân của vụ nổ. Vậy cô sẽ có trong tiếng Anh của cô có sự khác nhau giữa từ reason và từ cause. Hai từ này khác gì nhau? Reason của chúng ta là lý do, còn từ cause là nguyên nhân sâu xa. Reason của chúng ta là lý do đưa ra như một cái cớ, còn từ cause là nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc, gốc gác của vấn đề. Vậy thì câu 30 của cô sai ý D, sửa cho cô reason thành cause. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Vào trưa mai chúng ta sẽ tiếp tục với phần đồng nghĩa trái nghĩa nhé. Ok, tạm biệt các bạn.